are you guys doing? This is my buddy. Your name is Ben. Yep. How old are you today? 11. Tell me your full name. That what is it? That Tran. That Tran. Okay. Today is his 11th birthday. Anyway, guys, today is là con của anh học ở tại Brampton, Florida. Đó, bữa nay là bữa đầy con nè. Đó, chút xíu cho mấy anh em coi cái party đây nè đó. Balloon đủ thứ nè, thấy không? Này tại nhà anh học nè nha. Cho mấy em cái này là mấy anh chị không hay mấy anh chị mấy em của gia đình của anh học nè đó em tên gì nói coi dạ, trời rồi em trai coi tên gì em tên gì nói coi được chị tên gì Nhung Nguyên ok chị tên gì tên gì kìa? Con tên gì kìa? Cô Thảo Nguyễn. Thảo, Thina là cô đây. Cô áo đen đó là Thina. Cô chị này nè, chị áo xanh nè. Đây nè. Đây nè, ok. Đây là mấy chị đang ăn birthday sinh nhật của em Ben, 11 tuổi. Đó. Chút xíu. Chú, cái em đó muốn lên YouTube lắm kìa. À ok, đó. Có mấy em này muốn lên YouTube nè. Em đó là thích lên lắm. Ok, em ở giữa. Ok, tên gì đây? What's your name? You tell everybody your name. Tự giới thiệu đi. Tên gì? Come on. Trời ơi, cái gì? Vincent gì? Vincent Nguyễn mấy tuổi? 13. Mấy 13 tuổi rồi. Bác đây, bác tên gì bác? Trời ơi, ấy trời ơi, mắc cỡ. Lớn rồi mắc cỡ gì nữa? Minh ơi. Mình ok. Trời ơi. Ok, cảm ơn bác. Hey Vin, come here. Này lên với chú coi, trời ơi. Vin. Lại ngồi chú với Vin, mấy tuổi, hâu rồi vậy? Con mấy tuổi? 4 years old, 4 tuổi. 4 tuổi. 4 tuổi, 4 tuổi, ok. Ở đây là ăn sinh nhật của anh gì? Anh Ben. 11 tuổi, phải không? Ok. Phải. Yes. Dạ phải. Yeah. Ok, chút xíu gặp lại. Cảm ơn bác. Đó, đây là party nè. Đó. Quay lại cho mấy anh em coi nè. Có phở, có đồ xào, có cải làng nè. Ok. Ở này qua là party nè anh em, party lớn nè. Đây anh em khỏi cần giới thiệu, đây cũng là mấy anh em bà xã của mình nè, Sophia nè, chị Mộc, chị Mai, anh Chôn, Hưng, ông ngoại, anh Khanh, có rồi, gì đâu được, quay rồi mà, đó anh Học nè. Hậu nè, anh này tên gì quên rồi. Chú bà hậu. Vô đây là anh hết, không cần biết. Không có cần chú gì, vô đây là anh hết, phải không? Anh tên gì quên rồi. Này, ok. Đó. Đây nhậu đó, chia rồi anh em. Đó, chia rồi, đó, vô đây. Đó. Còn phụ nữ vô đây là em hết rồi. Không được. Rồi đi dài, bởi nó kêu mấy em rồi tụi em ơi. Không đáng lên. Đó, đồ ăn nhiều, cả nhiều cả lúc đã. thấy em vàng ăn. Bánh trần, bánh trần, trần ở tại Florida nè anh em. Cái này bò nè, bít tết nè, đó. Tại vì anh rau ria chạo thấp, còn em rau ria đẻ. Mì xào. Rồi có món này quan trọng nè. Quan trọng là bát sữa treo nè anh em. Cái nó đầy lên nhẫn quay. Cái đó là cái đại tây thì bây giờ là ăn gần hết rồi. Hết rồi. Đó. Đủ thứ đó món á. Biết cái này đi không? Cái này là gì? Cái này là chicken wing. Cái này là bát nguyên dày rồi, hai cảnh rồi đó. Hai cảnh. Trong kia anh học đâu. Cái này để quay trong cho đồ ăn Ben đó. Wow, ba lì xì đó. Cảm ơn bà. Nói cảm ơn bà. Giỏi quá, ok, happy birthday buddy. Dạ. Cái này hỏi bánh chưa, đang hỏi bánh không có. Dạ.
bà giữ đi, ngồi hỏi bà đưa lại bác đâu có chuyện nguyên mà không vậy. Trời không có sao, có tiền được rồi, chút xíu đưa tiền được rồi, ok. Đây là Master Chef nè. Bây giờ kêu Master Chef nè, đó. Mấy con tôm hùm nè anh em, đó. Đuôi tôm nè. Ngon quá. Cái này chị Ngọc nè, nấu từ sáng tới chiều nè. Từ sáng tới chiều nướng mấy con tôm nè, đó. Ngon ghê không? Cái này nướng với bơ đó anh em. Bơ với tỏi. Thôi đừng có đeo nổi nữa hai ơi. Wow, đó. So much food. Ngon ghê không anh em? Đó, ok, thank you chị. Đây là tại sinh nhật của anh học ông nội cuối rồi nè. Sinh nhật của con trai của ông 11 tuổi, đó tên Ben. Đây rất là vui, công nhận hiện bây giờ là COVID dịch bên đây mà mấy người bên đây là khó đi chung một anh em hết, cho nên we don't like to take any new people in the group in case you guys wonder. Ok, ở đây là thường mình party một group, mình party mình không có thích đem người lạ vô trong đây lắm, tại những khi đem người lạ mới vô có bị bệnh gì cũng có trách nhiệm. So, in case you guys wonder, we don't accept any, not accept, but we don't invite any people in the group, okay? So, anyway, I'll show you guys more, guys. So many food here. Just enjoying my corona for tonight. Happy birthday, Ben, okay? Đây là xã mình mới là làm cho mình tô phở nè anh em. Đó, tô phở nè. Đó. Amanda, are you wondering what my phở came from right here, okay? Phở tái nè. So anyway, in case you guys are wondering, all the party I've had, I haven't had any phở. We eat phở all the time, so it's kind of overrated. So it's been a while since I had my phở, so I'm gonna enjoy it now. Hey guys, đây là happy birthday của bé Ben. Cho nên quay cho mấy anh em coi sinh nhật của chuẩn bị hát nè. Ok. Ben đây. Happy birthday Ben. Ok, Ok, đây là đốt đèn cầy đây, 11 tuổi của bé Ben đây. Make a wish.
Ướt cái gì? Trời ơi con mèo hết chuyện. Quá tài. Bấm rồi. Happy birthday Ben. Anh em ơi, bây giờ là mình chuẩn bị làm cái piñata cho anh em Ben nha, 11 tuổi. So, happy birthday. We are going to make a little piñata for my little boy, 11 years old birthday party today. Tiffany right now, she's holding a piñata that has candy in it. So this is a Mexican tradition. Cái này là bên bên nước Mỹ, Mexico, bên Mỹ Tây Cơ á. Họ sinh nhật hay là cái ngày vui vẻ, cái ngày sinh nhật hay là Giáng sinh hay là 16 tuổi. Cái ngày lớn là thường thường mấy em trẻ, mấy người ba má bỏ cái kẹo vô trong cái bịch đó. Rồi chụp cái mặt lại cho mấy em nhỏ lấy cái cây quýnh vô trong cái pina đó, chính giữa trong đó là kẹo đó, cho nên cho mấy em chơi vui. Anyway, this is a pina that I got for them. We are about to build one for my little boy Ben, birthday 11 years old. 11 tuổi sinh nhật của em Ben. Hey, what's going on, Greg? We're making a piñata for a birthday party for my 11-year-old friend. This thing is packed with a bunch of chocolate. Có nhiều kẹo trong đây lắm, chocola, đủ thứ kẹo cho em nhỏ 11 tuổi chuẩn bị vô đúng cái cây này. A piñata. Asian, Mexican, American influence birthday party. In case if you guys haven't seen it, you guys witness it right on here, okay? Right here, okay? Okay, cho vậy rồi chị có được rồi, có rồi chị ơi. Đó, piñata right here, đó. Right here, not yet. Wait for everybody. Birthday boy right here. Birthday boy right here. Okay. Ben right here. Happy birthday, buddy. Trong đây có nhiều kẹo lắm á nha. A lot of candy up in here. A lot of chocolate. A lot of chocolate up in here. Okay.
A lot of chocolate up in here. Anh em à, sinh nhật của em Ben. Anh Học có cái đèn nào đem ra đây không? Birthday boy. And happy birthday to you. Happy birthday to you. Đập hai cái, đập cái. Ok, ok, go. You get two times. No, 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 no. Oh, no. Two. Oh. Ok, Nally, 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 Nally. Ok, Nally, 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 Nally. Nữa, thấy mặt bây giờ là Lan, né lên. Nữa. Rồi, đập. Lan, né mặt Lan. Đập mặt. Oh, oh. One more. Oh, okay, that's it. Okay, hai cái rồi. Dính trước đây. Dính trước Sophia luôn. Có giỡn tới không? No. Ok. Rồi nó quýnh quái tụi đó. Quýnh bà ngoại bây giờ nha. Ok. Ok. One. Hit. Ok, hit. One. Two. Ok. Đập tới sáng luôn á. Sophia. Ben đâu rồi? Oh no. Okay. Hit. Hey, cannot do that. You cannot do that. Okay. Đi lại. Rồi. Không có rồi. Rồi, hit. Hey, move back. Hit. Hey, you cannot feel. Oh no! Hey! Ah, you missed! Tay tưởng đúng rồi. There's the pinata, guys! Đây là cái quà đó. Kêu Ben ra quýnh nữa. Ben đâu rồi? Man, you almost got it, bro. You almost got it. One. Two. Okay, done. Grab him. You missed. Sophia, give Sophia. No. Sophia. Em cho Sophia trước đi. Trời. Ok. Chưa cái này kịp, tính dắt đạn. Gì được rồi. Keep going.
Ok, done. So, ok, we done. Woo! Oh no! Từ nãy giờ chưa có ai trúng bên đó, gần trúng mà chưa trúng được. Mấy đứa nó thiệt là bó tay luôn, bỏ một đống kẹo trong đây nè. Bỏ đống kẹo trong đây nè. Mà quýnh họ chưa trúng nữa anh em. Turn around. Keep going. Okay, this big boy is gonna do it. Hit. Ah, okay. He missed. He got it. Okay. Stop. Okay, stop. Bỏ lên lại. Được. Kêu Ben ra, Ben. Rồi từ nãy giờ mấy em quýnh cái này là chưa được cái này. Không vô anh. Để cột lại kỹ cho quýnh gần cái này hên là cô. Ok, để cho nửa nè anh em coi. Sophia, you don't want to do it? Okay. Vô luôn mấy anh em. One more. Cái chả này gì mà khó ăn vậy trời ơi. Bởi gì? Các bạn đang bao ở ngoài bằng bao khỏi. Ông này quý quýnh mạnh. Cái cây kia nữa không bao giờ thấy được. Cây giống cây bóng chày á thì. Rồi hit. Oh. Birthday boy, come on Ben, mạnh lên. Ok, birthday boy, đi thẳng, keep going, tránh gà lan. Ok, get it, higher. All right, bam, one more. Bang. Được rồi con à. Oh no! Left! Straight!
bởi vậy three go. Trời ơi mà chưa nổ nè. One more. Trời ơi nó ăn gian kìa. Nó ăn gian nó ăn kẹo người ta kìa. Trời ơi kìa. Okay, go. Gà đang chơi mấy gì? Ok, go. Rồi, đập. Đập đi. One more. Up. Boom. Bể rồi. Một cái nữa là văng rồi, một cái. Hai ba cái nữa là văng rồi anh. Dạ. Cái nữa là văng rồi. Almost, guys. Almost, gần rồi anh. Bữa sáng nó chút khỏe anh. Cái gì? Cái cuốc hay không? Cái cuốc. Oh no. Boom. Trời. Mày chơi chưa? Boom. Oh, get it. Go get the candy. Get it, Sophia. Get the candy, Sophia. More. Yay. Còn nữa. Có. Em không bỏ hết, bỏ nhiều nặng lắm. Trễ rồi. Mà còn nhiều lắm chị. Rồi, chuẩn bị ra rồi. Oh! Get the candy! Woo! Oh, look at the candy! Candy. Yay! Trời ơi, Tường nó giành cờ, nó kẹo với con ra kìa, bó tay luôn. Kẹo nhiều lắm, lấy hết đi. Để đẳng. Go straight. Keep going. Rồi, ok. Bang, harder. One more. Rồi. What's going on, Destiny? Long time no see, girl. Okay, let me get this boy on cam. Hey! One more. Yay! Yay!
Ok. Oh no. Boom. One more. Oh no. Lý Thắng. Ok. Ok, you good. Oh my, this thing is almost done. Almost done, guys. Almost to the last end. Còn kéo nhiều lắm á. Còn nhiều lắm á. Thì đó, còn nhiều nữa hả? Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. There's quite a bit of candy left. Keep going. Keep going. Keep going. Sophia, you want to hit? Okay, go, go. Oh! Oh! Cái đằng này thiệt là vô giờ cái candy nữa. Thằng thiệt là giật cho candy con người ta đó, bó tay luôn. Ừ, thằng này nó ra đó. All right, that's it guys. That's it. Hết rồi. We're done. Thank you so much for watching. Happy birthday, Ben. Ben. Happy birthday. Oh my.